chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một video ngắn để chia sẻ với các bạn một chút về những cái thắc mắc của các bạn. Đó chính là chúng ta bấm những cái tiếng đàn đấy, bấm vào nó hay bị rè, bị rè tiếng đàn đấy các bạn. Đánh như này, đó, nó bị này. Những bạn, đặc biệt những bạn mới, cái trường hợp này thì đôi khi cũng xảy ra với những bạn mà chơi lâu năm. Chơi lâu năm thì ở đây là gì? Chúng ta chủ quan hoặc là chúng ta thao tác nó nhanh quá. Và cái thứ hai nữa là những bạn chơi lâu năm mắc phải, đó chính là các bạn không có ý thức mà sửa cho mình cái tiếng đàn của mình cho nó chắc. Mặc dù tay các bạn đã khỏe rồi nhưng mà chúng ta không ý thức sửa từ đầu ấy, thì quá trình chơi nó sẽ là làm cho các bạn không trau chuốt được cái tiếng đàn của mình. Đó. Người ta chơi đàn, người ta có những người ấy, giống như các bạn, đơn giản như các bạn nhìn thấy một bạn biết hút thuốc và một bạn không biết hút thuốc, thì cái bạn cầm điếu thuốc của các bạn biết hút ấy, cảm thấy các bạn ấy díu dít cái điếu thuốc trông rất là ngon, trông rất là cái động tác rất là ngon đúng không? Bạn không biết hút thì cầm cái lóng ngóng nào hút hút phì phà phèo nó không ra gì cả, đúng không? Thì chơi đàn nó cũng vậy, thì người ta chơi, người ta trau chuốt cái tiếng đàn của mình, chơi nó thật hay vào đó. Đơn giản như cái bài Roman nhiều người hay chơi này, người hay chơi này đó, nhiều người chơi bài Roman này. Nhưng mà để hay chúng ta phải chơi tập trung vào trau chuốt cái tiếng đàn từng nốt một này, giai điệu chính. Chơi họ rất là trau chuốt về cái tiếng đàn thì như vậy thì nó mới hay được. Đó. Chúng ta chơi được bài đó là một chuyện, nhưng mà làm sao cho nó hay đây, và thể hiện được cái sắc thái của cái bài đó ở trong cái tác phẩm của mình. Đó. Nó có nhanh có chậm này, nó to có nhỏ này. Đó. Trong các bản nhạc các bạn để ý xem nó có hết những ký hiệu đánh đoạn nào đánh mạnh đánh nhẹ rồi cái gì đó forte rồi đó. Nó rất là nhiều thứ ở trong ký hiệu ở trong bản nhạc. Đó. Thì đấy là những cái truyền tải của tác giả đến đến đưa vào bản nhạc để người chơi có thể thể hiện được đúng cái sắc thái của bản nhạc đó. Đó. Chúng ta chơi thật trau chuốt vào. Bạn nghe to nhỏ. Cái đàn này bị sát phím, bị sát action quá thấp cho nên là đánh nó cứ bị rè. Đó. Đó. Mình thì ở đây mình có rất là nhiều đàn đàn để cho học sinh tập luyện, thì cho nên là cũng không có cái đàn nào trau chuốt được cho bản thân mình. Cái đàn của mình chơi thì mình chuyên để chơi thì mình lại để ở nhà. Đây là những cái đàn để tập luyện thôi. Đó. Ok, quay trở lại với chủ đề. Đó chính là làm thế nào để các bạn khắc phục được các cái tiếng đàn của mình nó chơi nó hay hơn. Tập trung vào cái phần sắc thái của bài bài nhạc hơn. Đó. Thì thứ nhất thì một cái cơ bản nhất tất cả chúng ta đều phải biết là nó sinh ra những cái phím này để chúng ta tạo ra những cái cao độ, để chúng ta thay đổi cao độ. Và khi mà chúng ta bấm này, các bạn để ý nha, mình làm này cho nó rõ này. Các bạn bấm mà nó bảo bấm vào khuôn này đúng không? Khoang này thì cái khoang 2 thì chúng ta bấm này. Nhiều bạn bấm bấm ra giữa này cũng được. Hoặc là nhiều bạn bấm lệch xuống phía dưới này. Chúng ta hiểu là bấm vào khoang này là để cái dây đàn nó ép xuống cái phím 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 thứ hai này. Đó, ép dây đàn xuống phím thứ hai này thì cái dây đàn nó chạm trong phím thứ hai này nó mới tạo ra âm thanh được. Đó, chúng ta hiểu chưa? Còn nếu chúng ta bấm dịch xuống thế này thì nó cái lực chúng ta bấm cũng mạnh hơn này, cần phải bấm mạnh hơn này. Đó, nó nhưng mà vẫn rè. Thấy chưa? Nhưng mà bấm sát lên đây này. Bấm sát lên một chút, không phải là đè phím như này các bạn nhé, mà chúng ta bấm sát lên như này thôi. Đó, đó, tiếng đàn mình khác ngay. Đó các bạn nhé, đánh mạnh cũng không sao. Nghe nó sát phím này, này do sát phím nhé các bạn, nó mới rè thế. Thực tế là đấy, đó đủ của nó đó, thấy chưa? Đó, thì chúng ta bấm như thế, kể cả bấm hợp âm cũng vậy, các hợp âm cũng vậy, chúng ta bấm các nốt sát lên. Đó, mình bấm sát hết lên này, thấy chưa? Xa đi cái tay lên cái phím ấy thì đánh nó không bị rè. Đó.
bạn bấm sát lên, các bạn bấm sát cái tay lên cái phím thì cái tiếng đàn mình sẽ không bị rè đó. Cái cách này thì áp dụng cho cả chặn, chặn cũng thế, các bạn chặn cũng thế đó. Chúng ta chặn này, chặn thì nó liên quan đến cái lực tay của mình, lực tay của mình đó. Các bạn phải bấm làm sao tạo thành cái giống như một cái chúng ta kẹp một cái gì đó, kẹp một cái gì đó vào cái cần đàn, thì chúng ta kẹp cái tay mình vào đó. Các bạn nhìn thấy tay mình chưa? Đây hơi khó nhìn nhỉ. Đây đây đây, mình kẹp cái này đó. Đó, kẹp cái này, các bạn thấy chưa, kẹp vào đó như thế này, thấy chưa? Bây giờ chúng ta bấm các nốt vào thôi, đó nó kêu hết thôi, nhìn chưa? Tay mình là mình không kẹp sát trong trên này mà mình kẹp sát lên đó, mình không để này, mình sát lên đó. Những cái kỹ thuật này vô cùng đơn giản nhưng mà nhiều bạn không làm được, không để ý, thành ra cái tiếng đàn mình nó cũng mãi mãi nó xấu, không đẹp đó. Mình luôn luôn tiến tới những cái hoàn hảo nhất để chơi đó. Mình cứ mơ ước thôi, cứ chơi thôi. Đó, các bạn thấy chưa? Đây chắc. Đó, thật là chắc chắn. Thì ngoài cái việc đó ra thì cái tay mình cũng phải. Cái nguyên nhân thứ hai đó là các bạn không dựng được ngón tay lên. Dựng ngón tay ở đây là gì? Dựng ngón tay là cái ngón tay vuông góc này các bạn này. Chứ các bạn bẹp xuống như này thì khác. Kỹ thuật chơi trên đàn guitar điện thì chúng ta có thể bấm thấp xuống như này hoặc là dùng tay bên này bịt tiếng, đúng không? Nhưng mà đối với guitar classic acoustic thì chúng ta phải bấm cái tay mình nó dựng lên. Đó, đoạn nào cần phải chặn bịt tiếng thì mình bịt. Thực ra các cái bịt tiếng để cho nó đỡ 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 bị nhòe âm thanh ở trong quá trình mình cắm lên amply ấy, chơi ấy, thì do cái tay này xử lý là chính. Tay bên này mình bịt tiếng là chính. Đó. Đó. Dựng ngón tay nhá, chúng ta nhớ nó luôn luôn dựng ngón tay lên, bạn đừng để cái ngón tay bẹp xuống, dựng lên đó, bấm đúng vị trí rồi sau đó chúng ta phải dựng cái ngón tay mình lên đó. Đó, rất là quan trọng những cái việc này. Okay. Để hay được thì chúng ta phải xử lý được những cái kỹ thuật đó. Ngoài ra để tiếng đàn hay hơn thì cái tay của bên này của các bạn cũng là một phần vô cùng quan trọng, đó chính là chúng ta gảy rõ ràng lên. Mình quay lại bài Roman nhé, đơn giản. Roman đó, họ đánh như này đúng không? Đánh như này thì các bạn đừng bao giờ để ý. Đừng 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 bao giờ coi thường cái hai cái dây này. Tất cả các nốt các bạn cứ đánh rõ ràng lên. Lúc đầu chúng ta mới tập, chúng ta đừng vội đánh nó vào sắc thái, gò bó mình vào sắc thái. Chúng ta cứ đánh được bài ra nhưng mà đánh rõ ràng các nốt, ví dụ gảy rõ ràng các nốt. Phải đều. Đó, phải gảy rõ ràng như thế. Hoặc là đi vào bài cũng thế. Nếu các bạn nhiều bạn gảy, chúng ta gảy rất là hời hợt kìa. Đó. Đó, gảy như này thì nó không được, phải gảy rõ ràng từng nốt một. Rồi nó sẽ tạo cho các bạn một cái tính kiên trì. Rõ ràng như thế. Kể cả vào đệm hát cũng tương tự, chúng ta đánh bấm 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 đánh trau chuốt vào, đánh mạnh. Đó, bấm rõ ràng. Bấm rất là chắc tiếng đàn, cái tay bên này này gảy dứt khoát vào. Đó. Họ gảy mạnh cái ngón cái này. Đó. Cứ gảy mạnh ngón cái đó, cái đánh dứt khoát vào. Solo cũng tương tự như vậy, các bạn đánh rất mạnh. Đó, đánh rất mạnh vào, đánh mạnh vào. Gảy, gảy cũng tương tự, gảy thì chúng ta cũng đánh mạnh. Đó, gảy cứ gảy mạnh. Đánh rất là mạnh. Chúng ta đánh. Đó.
khoát mà. Đó, chúng ta đánh dứt khoát vào, đừng. Đó, ok. Thì cái tay tay ấy, để làm được những cái kỹ năng như vậy thì chúng ta cần phải tập luyện rất là nhiều, tập luyện ngón. Đó. À, nó hình thành kỹ năng rồi thì chúng ta có thể kiểu thiên biến vạn hóa được, các bạn chúng ta có thể đánh theo, chơi nhạc theo tùy ý, theo ý của mình. Đó, mình điều khiển được âm nhạc. Lúc đó các bạn mới gọi là thành công. Chúc các bạn tập luyện thành công. Mặc dù chỉ là một cái chia sẻ đơn giản nhỏ thôi, một cái mảng rất là nhỏ trong 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 các kỹ thuật chơi đàn thôi, chơi âm nhạc, học âm nhạc thôi, nhưng mà các bạn đừng bỏ qua. Ok. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.